Hi everyone, bữa nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái phần ôn tập tiếng Anh lớp 12 của học kỳ 1 năm 2023-2024. Và bữa nay chúng ta sẽ phân tích cái đề thi học kỳ 1 của tỉnh Bình Dương năm vừa rồi, tức là năm 2022-2023. Cái bài đề là 137. Đề bài làm là chúng ta sẽ phải làm 60 phút nha các bạn. Và có là khoảng là 50 câu. Như vậy là trung bình các bạn sẽ phải làm là 1 phút một câu. Thì các bạn nhìn vô cái câu thứ nhất nha các bạn. Thì câu số 1 và câu số 2 đó là người ta yêu cầu chúng ta là phải tìm cái từ opposite nha các bạn, từ trái nghĩa. Câu số 1: A few persevering climbers finally reached the stop despite the strong cold wind. Tức là những cái người leo núi này đó là cuối cùng cũng đến được cái đỉnh đó các bạn, mặc dù là những cái cơn gió lạnh mạnh. Vậy thì chúng ta thấy là cái từ trái nghĩa, vậy thì ở đây đó cái từ persevering ở đây đó là nó có một cái nghĩa gì đó là nghĩa tốt hơn các bạn. Vậy thì chúng ta thấy là A là record breaking, tức là phá kỷ lục, long lasting là kéo dài lâu. Well organized có nghĩa là tổ chức tốt. Weak will là ý chí yếu kém. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn là đi hơn các bạn. Nghĩa không tốt hơn các bạn. Cái từ persevering nó có nghĩa là bền chí hay là cái gì đó. Các bạn nhìn câu số 2 ha. She cleaning as a pointless exercise since everything is going to get dirty again. Cô này có thấy là cái việc lau chùi gì đó nó là một cái exercise, là một cái bài, một cái việc gì đó mình làm. Xin là ở đây là because nha các bạn. Everything is go, mọi thứ nó sẽ dơ lại lần nữa. Vậy thì cái từ pointless ở đây nó là một cái nghĩa không tốt hơn các bạn. Và chúng ta phải tìm cái nghĩa nào tốt chúng ta bỏ vào. Mấy từ painful là đau, now harmful là có hại. Vậy thì chúng ta sẽ có hai từ là useful và cheerful là nghĩa tốt. Ở đây chúng ta phải dùng là useful nha các bạn. Cái từ pointless đây có nghĩa là mình làm vô ích đó các bạn. Tại vì mình làm xong lại dơ lại lần nữa thì chúng ta thường nghĩ là làm vô ích. Vậy thì cái trái nghĩa mới là useful. Các bạn nhìn như câu số 3 ha. Thì ở cái phần này là chúng ta phải tìm một cái lỗi sai ha các bạn. Câu số 3 tới câu số 7 là chúng ta phải tìm lỗi sai. Rồi các bạn nhìn như câu số 3 ha. The pilot was forced to make an emergency landing not long after takeoff, after a problem was detected in an engine. Rồi cái người phi công đó là bị bắt buộc là phải hạ cánh gì đó không lâu sau khi một cái vấn đề được phát hiện ở trong một cái máy. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây đó, ở cái emerge ở đây chúng ta hỏi về nghĩa hả các bạn. Thì đây chúng ta thấy là cái từ emerge ở đây là nó sai về nghĩa các bạn. Cái từ emerge nó có nghĩa là cái gì đó nó nổi lên hay là nó hiện ra. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn là đi hả các bạn. Cái chỗ này chúng ta phải chọn đổi thành là emergency nha các bạn. Emergency tức là hạ cánh khẩn cấp. Các bạn nhìn câu số 4 ha. The chart shows a number of internet users in Amsterdam, the capital city of the Netherlands, from. Rồi chúng ta thấy từ form to đây là đúng rồi ha các bạn. Cái từ the Netherlands ở đây cũng đúng nha các bạn. Là tại vì cái Netherlands nó là gồm nhiều vùng đất hợp lại, cho nên chúng ta phải dùng the. In đây cũng đúng rồi nha các bạn. Tại vì Amsterdam nó là một thành phố, như vậy chúng ta phải dùng với từ là in. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái lỗi sai ở đây là number ha các bạn. Ở number chúng ta sẽ phải đổi là the number nha các bạn. A number tức là một số, một tức là many đó. Còn the number là con số. Cái này chúng ta thấy là cái biểu đồ đó cho thấy con số người sử dụng internet nha các bạn, chứ không phải là một số. Các bạn nhìn câu số 5 ha. The government requested that local authority, chính quyền địa phương, tức là chính phủ đó, yêu cầu chính quyền địa phương clear all slums and supported migrant in finding low cost housing. Tôi có từ low cost housing là đúng nha các bạn, tức là nhà ở mà có chi phí thấp đó các bạn.
Ở đây chúng ta sẽ phải thấy, chúng ta thấy rằng là cái từ end đây nó parallel không các bạn, và chúng ta phải kiếm nào. Và từ ở đây cái từ support thì là nó bị lỗi nha các bạn, bị sai nha. Tại sao? Là tại vì đó các bạn thấy rằng là cái từ end ở đây đó, nếu mà các bạn parallel với lại cái chủ ngữ là government đó các bạn ha, thì cái câu này nó lại không có nghĩa hơn cho chính phủ yêu cầu, chính quyền địa phương ha các bạn. Họ dọn sạch các cái khu gì đó, ổ chuột gì đó ha, và hỗ trợ những cái người những cái người mà nhập cư. Vậy thì ở đây là cái end này nó phải parallel với lại cái từ clear nha các bạn, chứ không phải là parallel với request nha các bạn ha. Và do vậy mà cái chỗ này chúng ta phải sửa là support, không có id hơn các bạn. Các bạn nhìn câu số 6 ha. We can install energy saving products like fans instead of air conditioner which consumes. Chúng ta đọc tới đây chúng ta thấy là cái từ consume đây là nó sai nha các bạn. Là từ cái từ air conditioner đây là số nhiều không các bạn. Ha. Và do vậy đó mà cái này chúng ta phải đổi thành là không có s nha các bạn. Động từ đây chúng ta không phải thêm s mà ha, consume. Các bạn nhìn câu số 7 ha. When Singapore gained independence in 1965, Lee decided to keep English as the main language to increase economical benefits. Thì đọc tới đây chúng ta thấy rằng là cái chỗ này chúng ta hỏi về nghĩa nha các bạn, thì cái từ economical này nó là sai nha các bạn. Là tại vì cái từ economical đó nó có nghĩa là tiết kiệm các bạn. Còn ở đây chúng ta nói là lợi ích về kinh tế ha. Vậy thì chúng ta phải đổi cái từ economical thành là economic mới đúng rồi các bạn. Economic ha. Rồi các bạn nhìn vô cái bài đọc ha. Thì ở cái câu số 8 các bạn, which serves as the main idea of the passage, tức là cái nào phục vụ như là cái ý chính của cái bài văn. Vậy thì ở đây chúng ta đối với dạng câu hỏi này đó, thì chúng ta thường chúng ta lướt qua trước hơn các bạn, rồi sau đó chúng ta làm các cái câu còn lại, rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái ý nó tổng quát hơn. Rồi các bạn nhìn câu số 9 nè. So the word critical in paragraph 3 is closest in meaning to. Tức là cái từ critical đoạn số 3 đó, nó gần gũi với cái gì? Và chúng ta thấy rằng là analytical, tức là có tính phân tích, important là quan trọng, difficult là khó, và dangerous là nguy hiểm. Để chúng ta xem cái đoạn số 3 đây các bạn. À, đây các bạn. Chúng ta thấy cái đoạn này. Forest provide ecosystem services that are critical to human welfare. Rừng cung cấp các cái dịch vụ sinh thái mà cái gì đó tới phúc lợi con người. Vậy thì cái từ critical đây nó là nghĩa tốt hơn các bạn. Vậy chúng ta thấy cái chỗ này chúng ta sẽ phải chọn là, ta phải chọn là B hơn các bạn, important đó. Tức là nó có một cái nó quan trọng đối với các phúc lợi con người hơn các bạn. Các bạn nhìn câu số 10 ha. The word that in paragraph 3, tức là cái từ that ở trong cái đoạn số 3 đó, là nó thay cho cái gì? Forest, watershed, ecosystem services, greenhouse gases. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô cái bài số 3 ha, chúng ta đọc cái đoạn đó, chúng ta thấy không? Đây các bạn. Ok, they absorb harmful greenhouse gases that. Vậy thì that ở đây đó nó thay cho cái từ greenhouse gases nha các bạn. Mà đó ha. Mà sản sinh ra cái sự thay đổi về khí hậu. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải chọn là, cái câu số 10 này chúng ta sẽ phải chọn là greenhouse gases nha các bạn, đi ha. Các bạn nhìn câu số 11 ha. According to paragraph 3, over 50% of land-based species rely on forest for. Tức là theo cái bài số 3 đó là hơn 50% các cái loài mà sống dựa trên mặt đất á, dựa vào đất á, thì rely on, phụ thuộc vào rừng vì cái gì đó ha, place to live, nơi để sống, medical, medicine to survive, thuốc để tồn tại, natural disaster là thảm họa thiên nhiên, flood and rainfall, ngập và mưa, rainfall là lượng mưa đó các bạn. Chúng ta phải kiếm cái khúc đó là khúc nào ha. Ở đây rồi mình thấy đồng đây các bạn thấy không ạ,
More than half of world land based species. Chúng ta phải đọc cái đoạn này chúng ta mới phải hiểu hơn các bạn. Forest serve as a buffer in natural disaster. Cái từ buffer ở đây nó có nghĩa là một cái sự bảo vệ đó các bạn. Nó cái tờ rừng nó phục vụ như là một cái sự bảo vệ trong cái natural disaster, thảm họa thiên nhiên, like flood, rainfall, and provide habitat nha các bạn. Để ý chỗ này, cung cấp một cái môi trường sống nha các bạn, habitat. Vậy thì ở đây đó, chúng ta sẽ phải chọn là câu 11 này, chúng ta sẽ phải chọn là places to live là hợp lý nha các bạn, nơi để sống. Các bạn nhớ câu số 12 ha. The word dire in paragraph 4 nó gần nghĩa với cái gì? Spectacular là hoành tráng hay hùng vĩ gì đó. Serious là nghiêm túc, social từ về xã hội, limited là giới hạn. Chúng ta xem cái đoạn nó nằm ở đâu. Đây các bạn, câu cuối ha. The entire ecosystem begins to fall apart. Fall apart tức là chúng ta nó tách rời ra thành từng phần đó các bạn. Tức là nó không còn hợp nhất lại với nhau. Tức là cái hệ sinh thái, toàn bộ hệ sinh thái bắt đầu fall apart, tức là tách rời ra. With dire consequences, chúng ta lấy cái từ consequences là hậu quả nha các bạn. Ha. Vậy thì ở đây nó cái này, vậy thì cái từ dire ở đây nó có một, nó là một cái nghĩa không tốt hơn các bạn. Fall nó vào tức là hậu quả gì đó cho tất cả chúng ta. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải chọn là serious nha các bạn, thường hay nói là hậu quả nghiêm trọng hơn các bạn. Ha. Thực ra thì cái từ dire nó có nghĩa là extremely serious. Các bạn nhìn câu số 13 ha. Which of the following can be inferred from the passage? Tức là cái nào theo sau có thể rút ra được từ cái bài văn không các bạn? Forest will be wiped out, tức là quét biển, quét sạch đó các bạn, in the next century. Trees are disappearing because of the climate change, tức là cây đang biến mất bởi vì cái sự thay đổi khí hậu. Many important products, nhiều cái sản phẩm quan trọng được làm từ gỗ ha. Everybody relies on forest, mọi người dựa vào rừng for their livelihood. Tức cái từ livelihood này nó có nghĩa rằng là một cái sự đảm bảo cho nhu cầu cần thiết thôi các bạn. Chúng ta phải xem cái bài đó ha. Vậy thì các bạn thấy rằng là ở cái đoạn số 2 hen các bạn. Ok, over 1.5 billion people rely on forest for their livelihood, hơn 1 tỷ người ha, dựa vào rừng cho cái nhu cầu cần thiết ha, đảm bảo nhu cầu cần thiết. Forest provide a shelter ha, cung cấp cho chúng ta chỗ ở này các bạn. Livelihood, water, food and fuel security. All of these activities direct or indirect involve forest. Tất cả những cái này trực tiếp hay không trực tiếp thì đó thì liên quan tới rừng hơn các bạn. Some are easy to figure out tức là mình nhận thấy rằng đó các bạn. Food, paper and good from trees and so on. Other are less obvious such as a byproduct that you do everyday life. Vậy thì những cái số 3, đoạn số 3 các bạn, we depend on forest for our survival, chúng ta phụ thuộc vào rừng để tồn tại ha. From the air we breathe to the wood we use, các bạn, gỗ chúng ta sử dụng ha. Thấy không ạ? Thì cái shelter ở đây chúng ta cũng phải dùng gỗ nha các bạn. Forest provide gì đó, they absorb harmful greenhouse gases, reduce climate change, they protect watersheds, prevent oil erosion, reduce amount of chemical. Rồi chúng ta thấy rằng là forest serve as a buffer, cái này chúng ta đọc rồi các bạn. Yes, tuy nhiên, despite our dependence on forest, we are still allowing them to disappear, không các bạn? Tức là rừng biến mất các bạn. Between 1990 and 2020, the world lost, tức là thế giới tầm mất 178 triệu hectare rừng hơn các bạn. Okay, when we take away forest, khi mà rừng bị mất đi hơn, it's not just trees that go, the entire ecosystem gì đó.
Vậy thì trong cái chỗ này chúng ta sẽ thấy rằng là cái A đó các bạn, câu 13 không các bạn, forest will be wiped out the next century, tree are disappearing. Vậy thì ở đây chúng ta phải chọn là C hơn các bạn. Ở đây họ không có nhắc tới mấy cái vấn đề đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu hơn các bạn. Tức là chúng ta phải rút ra được từ 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 cái bài văn đó các bạn, tức là từ những cái là wood shelter này các bạn, cung cấp shelter là chỗ ở hơn các bạn, từ các cái sản phẩm từ gỗ hơn các bạn, paper wood hơn, palm tree hơn, paper cũng được làm từ gỗ hơn các bạn, rồi ở đây là gỗ chúng ta sử dụng hơn các bạn, fuel chúng ta dùng gỗ hơn các bạn, fuel security cũng là gỗ hơn các bạn, chúng ta đốt gỗ lấy năng lượng ha. Vậy chúng ta thấy là các cái sản phẩm từ gỗ hơn các bạn. Chúng ta trở lại câu số 8 ha. Tôi trở lại số 8 ha. So which of the main idea của Bassett. Vậy thì cái đoạn, cái ý chính của bài này là cái gì ha? The complete loss of forest, tức là sự biến mất hoàn toàn của rừng. Our independence of forest, cái sự không, cái sự độc lập của chúng ta, cái sự độc lập của rừng đó, của chúng ta, cái này không đúng các bạn. The financial benefits of forest, tức là cái lợi ích tài chính của rừng, cái này không thấy có nói không các bạn. Our strong reliance on forest, cái này phải chọn đi hơn các bạn. Tại cái từ reliance nó có nghĩa rằng là nó là danh từ của cái động từ rely đó bạn, đây là bạn rely phụ thuộc không các bạn. Rồi các bạn nhìn vô các cái câu phía sau các bạn, câu 14, câu 15 các bạn, từ câu 14 tới câu 18 các bạn. Ở cái phần 14, 15 thì người ta yêu cầu chúng ta dùng cái từ similar ha các bạn, từ đồng nghĩa. Câu 14 nữa các bạn. He employed work, okay, worship. Cái từ worship, worship đây là chúng ta thờ phụng các bạn ha. Tôn thờ đó các bạn. Vậy thì nó là một cái nghĩa tương đồng, thì chúng ta thấy là cái từ bear ở đây nó có nghĩa rằng là mình van nài ha các bạn. Sacrifice là mình hy sinh ha. Pray là mình cầu nguyện. Admire là mình ngưỡng mộ. Các bạn phải dùng từ admire nha các bạn. Câu 15 ha. After completing the difficult project, they produce a thorough report to help. Thì thorough report cái là một cái bản, một cái bản báo cáo kỹ lưỡng rồi các bạn. Produce là sản xuất, cái từ manufacture đến là sẽ có hai cái chúng ta có thể dùng được, đó là từ manufacture và từ grow. Mà cái từ manufacture là chúng ta nói sản xuất cái gì ở trong nhà máy các bạn. Và cái bản báo cáo ở đây là có nghĩa là viết nha các bạn. Ta để cái từ report là cái bản báo cáo, và đây là phim từ grow. Ở từ câu 16 tới câu 17 là người ta yêu cầu chúng ta phải sử dụng cái sự khác nhau nha các bạn. Part differ, cái phần mà differ. Enunciation, phát âm các bạn. Thì câu 16 là muốn hỏi về cái ID hả các bạn. Phát âm ID thì chúng ta sẽ có 3 cách hả các bạn. Âm ịt, âm đờ và âm thờ. Nếu các bạn nào chưa xem cái video của mình về cách phát âm đó thì các bạn có thể kiếm bên dưới ở cái phần ngữ pháp A1, A2 nữa các bạn. Thì cái câu A này các bạn phải đọc là installed, âm đờ nha các bạn. Surprised, occurred, worshipped, âm tờ nha các bạn. Tại vì cái chữ P đó là âm câm. Các bạn có số 17 ha. Thì cái phát âm mà chữ S cuối các bạn nó cũng có 3 cách các bạn, tức là âm is, âm s và âm z, âm giờ đó các bạn, âm s và âm giờ. Thì nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn có thể tra cái những cái video của mình bên dưới các bạn ở cái phần ngữ pháp A1 A2. Thì các bạn nhìn vô câu 17, câu 17 ha các bạn. Ở câu 16 nãy chúng ta sẽ phải chọn là đi ha các bạn. Cái câu 17 thì cái này chúng ta phải là absorbs, âm giờ hả các bạn. Cutters, presents, âm s nha các bạn. Tại vì nó là âm câm, chữ t nó là âm câm, âm t đó. Achieves. Và nếu mà thấy là cái chỗ này chúng ta phải chọn là chữ c nha các bạn. Các bạn nhìn câu số 18 mà. Có từ function, âm ơ nha các bạn. Tutor, âm u nha các bạn. Cost, âm ơ hả các bạn. Culture, âm ơ luôn hả. Như vậy chúng ta phải chọn là B hả các bạn. Thì các bạn nhìn vô các câu tiếp theo ha. Ở phần tiếp theo là
Chúng ta phải kiếm được cái câu trả lời đúng nha các bạn. Correct answer. Ý thì essential, các bạn để ý cái từ essential nha các bạn. Ta có cái cấu trúc này nó thì khi để nhấn mạnh cái vế phía sau các bạn. Thì đối với các từ như là như essential, necessary, important hay là vital gì đó, cấu trúc các bạn. Vậy thì phía sau này chúng ta phải dùng nguyên mẫu nha các bạn. Cái động từ của cái mệnh đề phía sau đó chúng ta sẽ phải dùng nguyên mẫu không tu. Vậy thì đây chúng ta phải dùng là have nha các bạn. Mặc dù là cái chỗ này là số ít nha các bạn, child đây là số ít, nhưng mà chúng ta vẫn phải dùng là nguyên mẫu không tu nha các bạn. Ví dụ như là to be thì các bạn phải để nguyên là be. Các bạn nhìn như câu số 20 ha. It was getting, khi mà trời gì đó đang trở nên gì đó. She was not home yet and was feeling, cô ta vẫn chưa có về nhà và đang cảm thấy như thế nào đó. Và đây chúng ta thấy là ở đây nó có hai cái tính từ là từ dark và từ tired. Thì từ dark là một cái tính từ ngắn nha các bạn. Và do vậy mà các bạn muốn diễn tả một cái gì đó nó đang xảy ra thì các bạn phải dùng darker và darker nha. Và cái từ tired các bạn phải dùng là more and more tired. Và đây các bạn phải chọn là A. Các bạn nhìn câu số 21 ha. He was playing outside while she was practicing inside. Và đây chúng ta thấy rằng là có cái từ tennis và violin. Thì tennis nó là một cái môn thể thao. Và do vậy mà chúng ta sẽ không có dùng mạo từ nha các bạn. Và violin thì các bạn phải dùng mạo từ ha, bởi vì nó là một dụng cụ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn là B nha các bạn. Các bạn nhìn câu số 22 ha. Donna a 100 books this month. Nó có cái từ nên tỉ cái thời gian các bạn. This month tức là ý nó là tháng này là đã cái gì đó 100 cuốn sách. Vậy thì chúng ta muốn nói đến một cái tình huống mà cho tới hiện tại một cái chuyện nó đã xảy ra rồi nha các bạn. Vậy thì chúng ta muốn nói cái kết quả hiện tại đó các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng là present perfect nha các bạn. Thì là has been read. Các bạn nhìn câu số 20. Ông mình xin lỗi các bạn. Cái này chúng ta phải dùng là has read nha các bạn. Tại vì has been read là bị động ha. À, có bị đọc, bị đọc không đúng không các bạn? Có phải nhận là B ha? Has read. Các bạn nhìn câu số 23 ha. Even the smallest baby, thậm chí là cái đứa trẻ nhỏ nhất, can gì đó. Thì sau can nó là một mode verb nha các bạn. Giống như là my mood, my must should ha. Gì đó. Thì sau mode verb chúng ta sẽ phải dùng be infinitive, tức là động từ nguyên mẫu, không tu ha các bạn. Và ở đây chúng ta thấy thì chỉ có một cái, đó là identify. À, nó là danh từ hơn các bạn. Identical là tính từ hơn. Các bạn nhìn câu số 24 nè. The city center is quite lively during the day, tức là nó khá là sống động vào ban ngày. It's totally dead. Các thấy không ạ? Hai cái từ trái nghĩa hơn các bạn. Vậy thì chúng ta phải dùng but nha các bạn. But là diễn tả hai cái sự trái ngược. Câu 25 ha. You have a brilliant suggestion. Bạn có một cái ý kiến rất là hay. It will save us from this problem. Vậy thì cái này nó hai cái nó liên kết với nhau không các bạn ha. Tức là có ý kiến hay thì nó sẽ ra cái kia. Vậy thì ở đấy mà phải dùng and nha các bạn. Ta có từ however, từ yet và từ but đó, nó diễn tả cái sự trái ngược ha. Các bạn nhìn câu số 26 ha. Người ta yêu cầu chúng ta chọn một cái cặp mà nó có not homophone, tức là không có đồng âm các bạn. Rồi, ví dụ các bạn có cái câu A là by, hai cái này đều âm I hết các bạn. Hai cái này đều âm I. B là berry, âm E, cái này cũng là berry, âm E. C là hit, âm I ngắn nha các bạn. Heat, âm I dài ha. Âm I dài tức là nó có hai âm I lần, các bạn phải đọc hai âm I lần. E, heat. Câu D là flower, âm ao không các bạn? Flower. À, vậy thì ở đây chúng ta phải chọn là C nha các bạn. Âm I ngắn, âm I dài. Ở các bạn nhìn vô câu 27 ha. Grandpa has becoming quiet, cái gì đó. Perhaps he will not be able to remember. Có lẽ là ông ấy sẽ không thể nhớ được cái đường về nhà vào một ngày nào đó. Vậy thì câu này hỏi về nghĩa hơn các bạn.
ta có cái từ absent-minded là đáng chí các bạn. White tooth là răng trắng, thick skin là da dày, self-educated tức là mình tự giáo dục hay tự học, và thì đây các bạn phải chọn A thôi. Absent-minded, đáng chí. Câu 28 các bạn. Eye color was traditionally described as a single gene trait. Màu mắt thì từ trước tới giờ được mô tả như là một cái đặc điểm của gen. With brown eyes, với mắt nâu, beard, ta thấy cái từ beard các bạn. To be nó là một cái linking verb nha các bạn. Tức là phía sau đó chúng ta phải dùng là adjective không? Và thì câu này chúng ta phải chọn là A ha. Đó các bạn. Đây là danh từ hả các bạn. Dominate là động từ hả các bạn. Đây là áp vật. Nếu các bạn nào chưa xem cái video của mình về cái phần mà các loại từ trong tiếng Anh đó các bạn, và vị trí của nó đứng đâu trong câu đó, thì mình sẽ để các bạn có thể tra bên dưới các bạn ha. Ở cái phần mà ngữ pháp A1 A2 gì đó. Các bạn nhìn câu số 29 nè. The story was so gì đó that most people brush into tears. Into tears ở đây là mình rơi nước mắt đó các bạn. Vậy thì câu này cũng hỏi về từ vựng đó các bạn. Easy going, heartbreaking, long lasting, sweet smelling. Ở đây các bạn phải chọn là heartbreaking nha các bạn. Heartbreaking tức là extremely sadness các bạn, cực kỳ buồn đó các bạn, hay là đau xé lòng hay cái gì đó. Easy going là cái gì đó là dễ dãi hay là dễ giao thiệp đó các bạn. Long lasting là kéo dài lâu, sweet smelling tức là nó có cái mùi hương ngọt ngào. Các bạn nhìn vô câu 30 nha các bạn. She heard him for hours. Nó để cứ từ for hours tức là muốn nhấn mạnh độ dài thời gian đó các bạn. Và phía sau nó it is still in math tức là tới lúc này nó vẫn còn đang lộn xộn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng cái thì là present perfect continuous nha các bạn. Has been tidying. Cái present perfect continuous là nó muốn diễn tả đến một cái hành động bắt đầu trong quá khứ các bạn, kéo dài tới hiện tại. Và nó có thể kết thúc tại một thời điểm nào đó ở trong tương lai. Và thường chúng ta sẽ có một cái độ dài thời gian để nhấn mạnh cho nó ha các bạn. Các bạn nhìn câu số 31 ha. Cigarettes are harmful, highly and aggressively marketed to young people. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái chỗ này nó các bạn harmful nó là tính từ hơn các bạn. Vậy thì cái chỗ phía sau phải phía sau này nó cũng phải là tính từ hơn các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ có cho phải chọn là addictive nha các bạn. Tức là có tính chất gây nghiện cao. Còn addictive là bị gây nghiện chúng ta không dùng được nha các bạn. Còn cái này là danh từ và cái này là áp vật, chúng ta không dùng được. Câu 32. He too late to see his friend. Quá trễ để gặp bạn ta. Who already. Mình nhớ cái từ already là cái hành động nó sẽ xảy ra, nhấn mạnh đến cái hành động đã xảy ra rồi hơn các bạn. Vậy thì cái hành động ở bên cái chỗ who này nó phải xảy ra trước cái hành động ở bên he hơn các bạn. Và thấy không ạ? Bây giờ A là has arrived và die này sai nha các bạn. Ở đây là past perfect nha. Ở đây là present simple. Ở đây các bạn phải chọn là câu C nha các bạn. Nè, past perfect muốn diễn tả một cái hành động nó xảy ra trước cái hành động khác ở trong quá khứ hơn các bạn. Còn câu D là nó sai về cái thứ tự hơn các bạn. Các bạn nhìn câu số 33 ha. Các bạn, the opening ceremony was attended by a number of guests, được tham dự bởi một số khách gì đó. Thì đây là người ta chúng ta hỏi về cái từ vựng thôi nha các bạn. Ở đây chúng ta phải chọn distinguished. Bởi vì là người hả các bạn, cho nên chúng ta phải chọn ED ha. Thông thường là như vậy hả các bạn. Tức là distinguished guest các bạn. Nó có nghĩa rằng là những cái vị khách mà họ thành công, vị khách thành công và có một cái sự ngưỡng mộ cao các bạn ha. Bạn nhìn câu số 34 nè. You did a sharp knife. Sharp knife là con dao sắc đó các bạn. To cut the onion. Để cắt cái hành đó into slices. Trong các cái thành các cái gì đó. Và nó có cái A là paper thin là mỏng như giấy. Fast growing là phát triển nhanh các bạn. Meat free tức là không có thịt. Fast running là chạy nhanh. Các bạn phải chọn là paper thin nha các bạn. Cắt nó thành mỏng như giấy đó các bạn. Và những câu số 35 ha. Need to be well taken care of, tức là cần được chăm sóc bởi their children
and grandchildren, bởi con cái và cháu của họ. Thì ở đây chúng ta thấy cái từ need ở đây nó là số nhiều, các bạn không có chia. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn là câu C nha các bạn, DO. Khi mà chúng ta dùng tính từ đó các bạn, tính từ mà các bạn thêm the vô phía trước, chúng ta nói đến là cái lợi, cái tất tổng hợp của những cái người đó, toàn bộ những người đó, đều người già hả các bạn, nói chung chung. Ví dụ các bạn nói người giàu, các bạn nói the rich. Các bạn nhớ câu số 36 ha. Water samples taken from the stream, tức là những cái mẫu nước được lấy từ cái dòng suối đó, were, bị, thì sau đó. Thì ở đây chúng ta thấy là cái câu này đó là, là chúng ta câu này câu bị động hơn các bạn. Vậy thì câu này chưa có động từ, các bạn phải dùng là analysis, analyze nha các bạn, analyzed, yeah. Analyze, tức là được phân tích nha các bạn, được phân tích vì cái sự ô nhiễm bởi hóa chất đó các bạn. Câu 37 tới câu 39 thì câu này người ta yêu cầu chúng ta là có một cái vị trí âm nhấn nha các bạn, âm nhấn mà nó khác nha, rivalry stress. Các bạn nhìn câu 37 ha, rivals, nhấn âm đầu không các bạn, rivals, hạ âm ha các bạn, rivals. Cái từ detail này đó các bạn thì theo mình thì cái này đó thì nó rất là gây nhầm lẫn nha các bạn. Cái từ cái từ này đó các bạn nếu mà là người Anh á thì người ta sẽ đọc là detail, detail. Nhưng mà người Mỹ đó thì sẽ có hai cách đọc nha các bạn. Các bạn có thể đọc là detail hoặc là detail đều được nha các bạn. Nếu mà người Mỹ đó thì nó sẽ có hai cách đọc nha các bạn. Có đọc detail nó nhấn âm 2 nha các bạn. Detail nhấn âm 2. Tại âm cuối nên mình phải đọc ngang. Massive. Unique. Unique nha các bạn. Vậy thì cái chỗ này đó thì nếu mà theo cái đề bài này đó thì chúng ta sẽ phải chọn là câu đi hơn các bạn. Nhấn âm thứ 2 nha các bạn. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ bật là detail ha các bạn. Nhưng mà nếu nếu là bình thì mình sẽ cho một cái từ khác hơn các bạn để tránh cho học sinh cái sự nhầm lẫn nha các bạn. Các bạn nhìn câu số 38 ha. Separate, separate nhấn âm đầu nha các bạn. Hesitate nhấn âm đầu nha các bạn. Interact nhấn âm cuối nha các bạn. Diagnose thì nhấn âm đầu nha các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta phải chọn là C ha, interact. Các bạn nhìn câu số 40 ha. 39 các bạn xin lỗi. Perseverance nhấn năm thứ 3 ha các bạn. Revolution nhấn năm thứ 3 ha các bạn. Entertainment nhấn năm thứ 3 ha các bạn. Agriculture nhấn năm 1 ha các bạn. Và chỉ chỗ này chúng ta phải chọn là D ha. Các bạn nhìn vô cái bài bên dưới ha các bạn. Cái bài điền từ ha, điền vào ô trống. Rồi, bây giờ các bạn thấy rằng là câu 40 hơn các bạn. And the discovery has suggested prehistoric humans were able to deliberate, to deliberately fire cái gì đó. Có thể cái gì đó, fire to cook food. Rồi, ở đây chúng ta thấy rằng là có từ put, construct, make, produce. Ở đây chúng ta phải chọn là C nha các bạn. Make a fire, ha? Tức là mình tạo ra lửa các bạn. Các bạn nhớ câu số 41 ha. Seth study author Dr. Iris Johan, theo như là cái tác giả nghiên cứu là ông tiến sĩ Iris Johan gì đó. Tại cái Tel Aviv University ha, tại cái đại học gì đó Tel Aviv. Thì đây các bạn câu 41 ha các bạn. Thế các bạn chọn là a researcher nha các bạn. Ha. Một người nghiên cứu ha các bạn. Cái câu đó viết đầy đủ viết là who các bạn, who was a researcher. Các bạn nhìn câu số 42 ha. No human remains have been found at the site, but the stone tools were the same. The same nó đi với at nha các bạn, nó giống như là cái gì đó. Thì do vậy mà câu 42 này các bạn chọn A ha. Các bạn nhớ câu số 43 ha. 43 the ship to eating cooked meals
À, tức là cái việc chuyển đổi sang cái việc ăn mà cái thức ăn được nấu sánh đó, có nghĩa là humans, cái gì đó less energy ha, tức là ít năng lượng hơn. Use, ta cho mình là chữ use, lack, save và store, là sử dụng, thiếu, tích trữ, tiết kiệm và tích trữ. Và thì đấy ta phải chọn là use cho các bạn sử dụng ít năng lượng hơn ha. À, các bạn nhìn cho câu số 44 nè các bạn. It has been suggested that the consumption of meat, tức là người ta đã đề nghị rằng là cái việc tiêu thụ thịt đó, to increase, để mà to là không phải là để đâu các bạn, to đây đó, nó là to là để, và thì cái chỗ này nó phải là động từ nha các bạn, cho đến là danh từ. 44 là influence, là ảnh hưởng, là less là dẫn đến, affect là cũng là tác động tới, explain là giải thích. Ở đây các bạn phải chọn là less nha các bạn. Từ chúng ta có cái động từ là lead to đó. Lead to là đưa đến hay là dẫn đến một cái gì đó các bạn. Rồi các bạn nhìn câu số 45 ha. Cooking however kills bacteria, tức là tuy nhiên thì nấu ăn thì nó giết các vi khuẩn đó các bạn. And increase the energetic value of meat, tức là làm tăng cái giá trị năng lượng, giá trị năng lượng của thịt. Therefore, thereby, vì vậy ha, creating a new, tạo ra một cái gì đó, food source, một cái nguồn thức ăn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta phải chọn cái từ là dependable nha các bạn, dependable nha các bạn. Dependable nó có nghĩa là chúng ta có thể tin trông cậy và tin tưởng được đó các bạn. Còn chúng ta chọn là infected, là lây nhiễm, unhealthy và addicted thì nó không có nghĩa trong cái bài này các bạn. Addicted là bị nghiện. Rồi các bạn nhìn vô câu 46 với câu 50 hơn các bạn. Thì đây là cái bài dạng bài này, người ta yêu cầu chúng ta là phải kiếm cái từ nào, cái nào nó đồng nghĩa với lại cái câu người ta cho hơn các bạn. Các bạn nhìn câu 46 ha. And said to be, were I you? Thì câu này nó có nghĩa là if I were you đó các bạn. Đảo ngữ thì các bạn bỏ if đi. If I were you, I'd learn English every single day. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ học tiếng Anh mỗi ngày. Thì khi mà các bạn dùng cấu trúc mà if I were you đó, cũng như chúng ta đưa ra lời khuyên nha các bạn. Tức là chúng ta khuyên ai đó. Vậy thì ở đây đó, chúng ta sẽ phải thấy and suggested là đề nghị ha. And advice là khuyên ha. And urge là thúc giục ha. And insist là khăng khăng đòi hỏi, nhất quyết gì đó. Vậy thì chúng ta phải chọn là advice nha các bạn. Khuyên ha. Các bạn nhìn câu 47 ha. As her lesson became increasingly hard, she tried harder than ever. Khi mà cái bài học của cô ta nó càng trở nên càng càng khó, cô ta cố hơn, cô ta càng cố hơn bao giờ hết. Và chúng ta xem cái nghĩa câu nào đúng nha các bạn. She tried to be more difficult, cô ta cố khó hơn, này sai nha các bạn. Mà cô ta cố gắng chăm chỉ hơn, nhưng mà cô ta cố gắng khó hơn nha các bạn. Her lesson became harder and harder. Bài học của cô ta trở nên càng ngày càng khó. Mặc dù cô ta chưa bao giờ cố, này sai nha các bạn. Sai về nghĩa. Câu C không? Her lessons got more and more difficult, càng ngày càng khó. And she tried more and more. Câu này hợp lý nha các bạn. Và câu này càng khó thì câu này có càng cố nhiều hơn. Nào. Câu D là she did not feel at ease. Câu này cô không có cảm thấy at ease là mình dễ đó các bạn. Easy là cái danh từ của cái tính từ easy đó các bạn. À, cái này sai nhưng về nghĩa hơn các bạn. Các bạn nhìn câu số 48 mà. In 2021, 90% of the students borrowed books from the library. Tức là 90% sinh viên nó mượn sách từ thư viện. Câu A các bạn. Cái này là 3 quarter. 3 quarter là 3/4, tức 75% là sai nha các bạn. Câu B ha. 4/5 tức là 4/5. 4/5 tức là khoảng 80% là sai nha các bạn. Câu C, majority là đại đa số nha các bạn. Majority là đại đa số sinh viên mượn sách từ thư viện. Câu D hơn các bạn.
The number of books, con số sách được mượn đó, borrow from the library was minimal. Minimal là tính từ của cái từ maximum, minimum đó các bạn, tức là tối thiểu. Và thế chúng ta phải chọn là C là hợp lý nha các bạn. Các bạn nhìn vô hai câu còn lại. Câu 49 nè các bạn. From 2015 to 2020, there was a sharp increase in history. Tức là có một cái sự sharp, có một sự gia tăng lớn các bạn ha. Có một sự tăng lương, có một sự gia tăng lớn trong cái tiền lương của anh ta. Câu A có cái từ, chúng ta có cái từ là fluctuate. Fluctuate là đây là lên xuống các bạn, nó lên xong rồi nó xuống, mà lên xuống tức là. Câu B hơn các bạn. Increase steadily, steadily là tăng một cách ổn định, này không đúng nha các bạn. Câu C ha. Grow sharply, sharply ha. Tức là nâng, tức là nó tăng lên nhiều các bạn. Đây là sharply, nó là adverb của cái tính từ sharp nha các bạn. Câu D là remain stable là vẫn ổn định. Vậy thì cái này các bạn phải chọn C nha các bạn ha. Các bạn nhớ câu cuối cùng ha. Climate change affect crops, tức là cái sự biến đổi khí hậu đó ảnh hưởng tới mùa màng. This leads to food shortage, tức là cái điều này nó dẫn tới cái việc thiếu hụt thực phẩm. Các bạn để cái từ this nha các bạn. This ở đây là muốn bổ nghĩa, thay nghĩa cho cả cái vế ở trên thôi. Vậy thì ở đây chúng ta phải dùng câu B là hợp lý nha các bạn. Tại vì khi các bạn muốn dùng từ which mà để thay cho cả cái vế ở trên đó, thì các bạn phải dùng phẩy nha các bạn ha? Phẩy. Thì cái từ which ở đây nó bằng từ this đó, nhưng mà phải dùng dấu phẩy chứ không phải dấu chấm nha các bạn. Vậy thì các bạn thấy là nhìn chung đó là cái đề này đó theo mình đó, thì nó về từ vựng đó thì nó có một số từ vựng thì nó hơi khó một chút xíu so với lại cái mặt bằng chung của cái trình độ học sinh hơn các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà ở trình độ B1 hoặc là B2, B1 thôi thì các bạn có thể làm cái bài này không mấy khó khăn đâu các bạn ha? Chỉ có một số từ vựng là thấy khó khăn thôi. Còn nếu là B2 đó thì các bạn sẽ làm cái đề này cũng khá dễ dàng ha. Thanks for watching.